đậu đen của dì gái này cả nhà. Chè đậu đen dì gái cực kỳ ngon luôn nha. Ăn cái hạt đậu bùi béo mới nó mềm. Mua về mà chưa kịp ăn á, bỏ tủ lạnh 3 ngày nó vẫn cứng, vẫn mềm như vậy luôn, nó không bị cứng lại. Đó, rất là ngon đó cả nhà. Thấy chứ hạt đậu ngon chứ. To à. Hạt đậu to mà ngon lắm. Mà béo mà bùi á. Tuyệt vời làm sao. Mày bán xôi với lại chè đậu đen như đây đây. Bây giờ dì gái chuẩn bị xong rồi đó, dọn ra bán. Chưa kịp dọn là khách vô tới nhà luôn rồi đó. Dí. Gần 1:30 rồi tại nhà. 1:30 rồi phải không? Dạ, 1:20 rồi đó. Hôm nay cái giọng trễ. Dạ. Vụ đổ nước mắm này mà nó trễ chứ có gì hết á. Thiệt hại một vụ nước mắm. Thiệt hại hết một vụ nước mắm rồi. Sơ suất á. Hôm nay Thảo chủ yếu ghé quán dì gái là để ăn chè đậu đen á. Hả? Cái gì vậy? Đưa miếng đồ chua bỏ đây. Đưa gấp miếng đồ chua bỏ đây đi. Dạ. Béo lắm luôn rồi đó, béo ngon lắm mà. Tại anh ăn cái đồ béo nó cao quá đó. Dạ. Thấy nó xin thêm nước dừa nữa. Dạ. Và bánh này đâu có nước dừa đâu đúng không? Bánh này đâu có bán thêm nước dừa. Dạ, mà anh xin thêm một bình nước dừa về ăn. Rồi đang giòn á cô. Đó, chú giòn ra đây nè. Đó, hôm nay có chè đậu đen rất là ngon. 38. Bánh đúc bánh bèo cả nhà. Một rưỡi là bắt đầu có cả nhà. Đôi khi sớm hơn thì 1:15 nhưng mà mọi người tới tầm 1:30 là đẹp nhất. Món bánh đúc siêu ngon luôn á, món bánh đúc của dì gái ăn béo ngậy luôn. Dạ, béo. Nói chung ai mà đã ăn bánh đúc của tiệm của dì gái á, thì sẽ khó mà ăn được chỗ khác nó ngon được như vậy, rất là ngon. Hôm nay là xôi nếp lá cẩm màu tím. Chè đậu nước cốt dừa cả nhà. Đó. À, đây là địa chỉ này cả nhà ơi. Cái hẻm 211 xẹt 118 này, đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thảo quay về đó để cô chú anh chị biết cái địa chỉ. Nói chung là mọi người cứ vô cái hẻm 211 á, trước số bao nhiêu cũng được, 116 cũng được, 118 cũng được. Đó. Bây giờ là 1:30 là đang dọn ra. Thì có khách chờ rồi đó, đợi chị gái ra cái là bán nè. À, có nhiều anh chị cô chú cứ nói Thảo quay cái ngày bán sao mà họ tới họ bị nhầm hoài à. Thì Thảo cứ quay cái bảng này nè cô chú anh chị để ý giùm, thứ hai là đâu có thấy trong bảng là biết thứ hai nghỉ rồi. Đó, thứ hai là nghỉ. Và những cái ngày mà bán bánh bèo, bánh khọt rồi thì cô chú anh chị muốn ăn thì mình dòm ngày dùm Thảo cái. Đó, bánh khọt chỉ có bán 2 ngày thôi, thứ năm và chủ nhật là bánh khọt, còn 4 ngày còn lại là bánh bèo, nghỉ 1 ngày. Đó, rồi riêng là ngày mùng 1 với ngày rằm thì bán đồ chay. Ngày đó thì ngày chay thì bán đồ chay. Cả nhà. Thảo để cái bàn này lâu lâu xíu cho cô chú anh chị coi để mà mình đi khỏi bị nhầm này. Nhớ giùm em cái là thứ hai là nghỉ, là đừng có đi tới là không có ăn rồi đi xa tốn tiền xe ôm đồ. Dạ, có nhiều cô chú anh chị. Bà ngoại năm nay 8 mấy tuổi mà còn minh mẫn vậy đó cả nhà. Dạ. Dạ, nhìn 8 mấy tuổi mà nhìn khỏe hả cô ha. Dạ.
Hôm nay là đó cả nhà, xôi lá cẩm á, màu tím. Đó, dì gái ra rồi đó, dì gái ra là bật đầu bảng cho khách. Có chè không? Chè đậu đen là cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Đó. Gái 5 năm bịch đậu đen. Đó, thấy không? Ai tới là cũng canh ngày thứ 6 để ăn chè đậu đen à. Làm lâu vậy? Làm gì lâu vậy? Trời ơi, làm từ phòng 2 giờ sáng 3 giờ sáng. Cực. Sôi ngọt đòi ăn chạm phải không? Ăn hơi lạ đó. Cô công nhận chè của dì gái ngon ha, chè đầu á. Dạ, để tôi lành mấy ngày mà nó không có bị cứng đúng không? Đó đúng rồi, cho nên bữa hôm Thảo mua về để 3 ngày sau mà không cần hâm luôn. Ăn là thật đầu nó vẫn mềm như vậy, cho nên mới biết là nó ngon. Cô này ăn chè đầu của dì gái nhiều rồi cho nên biết nè. Dạ, chỉ có thứ 6 mới có món chè đầu đen này thôi á cả nhà. Đó. Nghe bữa hôm cũng Thảo ghé bữa thứ 6 đó có một cái cô nói là cứ canh ngày thứ 6 là tới ăn chè này thôi đó. Đúng rồi. Đó. Nhìn cái nồi chè hấp dẫn chưa? Hấp dẫn ha. Dạ. Mọi người thích ăn là ăn, một người ăn đó chứ không phải em ăn đâu nha, một người em ăn chỉ ăn ké thôi á. Vậy đó hả? Dạ. Ờ, chút còn Thảo cũng sẽ mua 5 bịch vậy đó, để tụi lành ăn từ từ mà không hâm lên thì nó ngon, mà hâm nó vẫn ngon như thường. Dạ. Nếu mà hâm á là cái cục, không hâm là cái cục này nó hơi cứng nè. Đúng rồi. Đó, không. Cái đó là bịch luôn đi. Dạ. Một bịch giá cho nước dừa chung cho em vừa mày với hai hộp xôi. Rồi, xôi để nước dừa riêng luôn. Xôi cho miếng cho chả không? Cho nước dừa không hay là ăn chả thôi? Chả thôi. Cái này nè. Thì ăn đầy đủ nhưng mà bỏ chả nữa phải không? Không ăn nước dừa thôi. Còn bịch đậu đen giải cho em bịch nước dừa. Chết mẹ, hồi nãy giờ sao gái đổ hoài vậy ta? Gái hôm nay hư quá nha. Cái tay gái hôm nay nó bị khổ nước mắm mà đi cầm hết. Mới dạ. Đổ anh gái mới làm lại bị trễ đó. Dạ. Nếu sao nó đổ mẹ nó chưa? Thì tay chân nó hôm nay nó vướng víu vậy đó. Cái hũ để được cái hũ nước mắm. Dạ. Kéo cái rổ ra cho nó đổ cái hũ nước mắm luôn. Đổ hết nữa hơn nữa. Nói chung là mọi người tới tầm 1:30 là có đó cả nhà. Dạ, 5 bịch mà nó lên dần dần lên tới 7 bịch luôn rồi đó. Dạ. Đúng là công nhận ha, bánh đúc Thảo công nhận là bánh đúc là gì cả. Dạ. Dạy nghề á hả? Gần dạy nghề á. Cái hỏi à. Gái lại tao chỉ cho. Lúc đó bảo mới chỉ cho em. Dạ. Mới chỉ cho em với một cái điều kiện là vậy thôi, em phải tự pha chế thêm. Pha chế thêm thành tử ra. Nó chất lượng hơn. Thì mình biết công thức đó rồi thì giờ mình làm cái này thôi. Thì gái cho em thêm một hộp bánh đúc hầm á. Bánh đúc hầm. Dạ có được. Với hầm bánh đúc. Có một lọc thôi. Có một lọc đó. Cái thau nước cốt dừa rất là chất lượng, dì gái nói tới 2 kg dừa đó. Hơn 2 kg. Hơn 2 kg. Có giòn không? Rồi bà ngoại đứng nhìn giùm con cái quạt khi nào quay thì rồi nói coi. Cái quạt nó không quay nữa, nó bị trục trặc hoài nè, nó không bị trục trặc cái quạt. Trục trặc hoài, bị chữ hoài vô cái quạt này nè. Một cái mới đi. Không phải cái đường dây điện nó bị hư á. À dạ, do điện. Dạ, cho em thêm cái vèo nữa.
muốn thay rồi đó, muốn thay con kia giờ nó bị chặt nữa. Cho chị cho bánh đúc luôn. Cắt được. Cho em cái bánh đúc luôn. Khuya mà ông đi chợ cho gái, ông không có uống, ông không có nhậu đó, khuya bốn giờ ông dậy á, ông đi ăn xong bắt đầu hả, đi về cái nói gì đó, không uống không hiểu nữa. Để nói vậy nè, sao ông già rồi mà ông chửi tôi hoài đó, tôi nhịn dữ lắm nha, chích cha chưa đem bịch đường ra nữa. À, để con lấy cho. Thôi kệ nó bỏ đi đi. Bảy bịch đủ rồi đó. Cái lúc mà hả? Không uống rượu anh nấu gì cũng không sao hết á. Cái lúc nhà có 10.000, cái ngày này vô nhà bỏ đường như chị gái chưa đem đường ra. Không ăn đậu xanh. Đường thì về nhà bỏ nha. Thôi thôi đường đừng có bỏ, khỏi bỏ đường. Về nhà lấy đường. Bây giờ chưa có đường. Bỏ chả vô ha. Mấy miếng? Cho nhiều cho. Hai miếng đi. Bán nhiều bán. Bỏ như vậy đi nè. Tuyệt vời làm sao. Thảo, cái xôi này ăn với cái dừa ngon lắm đó Thảo. Dạ. Nhưng mà ăn xôi thì khỏi ăn bánh. Thôi ăn bánh đi. Thôi đúng rồi. Mua xôi gì cho vợ, nói cái gì gái bán xôi đi. Xôi thì ngon lắm. Bánh đúc không hả? Bánh đúc. Bánh đúc xong với mặt cái này với bột lọc. Nghe đừng có lấy con tôm. Cho bánh đúc mười mấy cái đi, 10 cái ăn đủ miếng miệng. Trời ăn gì dữ à. Ăn mười mấy miếng luôn. Trời. Dạ. Ê, con cũng thích lắm nhưng mà con ăn không có nhiều được rồi, vậy. Đúng chưa? Đúng rồi. Cho mỡ hành được. Để đi ngoài. Cho mỡ hành thôi, không cho tôm. Nhà được lượng sumo mà. Lấy cho em một cái bè với bột lọc cho. Không như mình cho hai hộp đi ấy. Bè một lọc cho hai hộp nữa. Rồi chú này ăn dễ hả chú? Dạ. Đi ghé làm cho chú này dễ không, em bán cho chị tiếp. Gái hồi nãy gái bán trong nhà rồi, cái chú kia vô mua rồi. Ngon lắm cô. Rồi, chị bán cái món này từ xưa mà nói chị nói dạ. Tiếng mà. Dạ. Vô bắp tay hồi xưa mà vô đường Văn Kiếp nó bắp tay chèo đen đặt là đây nè. Nhỏ này nè. Đúng cái này mới nấu đậu đậu đen Đà Lạt mới ngon. Đó đậu Đà Lạt đó. Đúng xác. Nhà em còn 2 kg đậu đậu Đà Lạt này nữa đó. Mùi ăn cái mùi. Có loại đậu mới đừng lấy đậu xanh. Chết mẹ quên. Cái loại mới loại cũ nha. Cái loại mới tôm được không? Không. Cái loại mới nấu mau mềm còn cái loại cũ hả trời ơi, nấu mà cái chim hồ nó không có mềm. Giấy nóng hoài rồi bị đòi chi nữa. Chim hồ giống vậy nữa nè. Cái này còn thiếu cái gì không? Cái lọt xe thả vô. Đó đó. Cục gì nha, xe giờ nó đó, gái tự làm cái bỏ vô rồi. Xe ha, xe dài dài thả vô, hồi xưa bán vậy đó. Bán biết mà nghèo quá không có không. Cũng làm giàu nổi nó thì nó thương không đủ ăn chứ không đủ ăn chứ nhà vợ hả hộp đi ăn bánh bèo với ngon không.
Thôi sao mà cô gái được. Sao mà cô gái được. Bị chửi hoài à, cũng vụ này nè. Cũng như chuyện là bởi vậy không ăn không hành bán á, mà không nói á, mà cứ giết con tranh bỏ vô cô gái đi. Đây nè, dĩa nè, mình đúng. Em học đúng rồi, mình học đầy đủ đi. Rồi giá xong rồi. Chú này ăn luôn hả? Ủa, dĩa, cái dĩa kìa, đem kìa. Dĩa bự hả? Không, dĩa dơ. Không phải. Cái dĩa này nó bị lỗi, nó chấm chấm gì chứ không có. Nó không phải là cái dĩa dơ. Nó nghe. Nó nghe nè, nước mắm cay hả? Còn chua không? Đó. Cứ làm một bộ chiên chiên rất nhất. Ờ, vậy đi. Vậy được á. Cứ làm một bộ chiên. Cái này sôi nè. Cả nhà thấy không? À, cái quầy bánh của dì gái lúc nào giòn ra khách còn đông hết á. Bán một chút là hết thôi á cả nhà. Hỏi đi để hỏi biết hỏi hoài đâu ăn đâu nó vừa ra nó vừa kia về nó không ăn vừa đó. Dạ không có
chị ăn cái nào đi chung, sôi 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 ăn đi. Trong cái gì cũng sôi á chị. Thôi xin mới thì ông cho hôm qua rồi. Thôi cho rồi hôm qua rồi. Không. Không có luôn, nó không có. Cho nó hộp bánh bèo với anh Đúc đi. Chúng nó đi nhẹ lắm đi. Bà con có bàn ca trước cô gái cho con học bánh bèo, cô lấy da chua nha, lấy đậu luôn, lấy đậu để con đó, bỏ trái lựa nữa, đừng đậu được, đậu không, cho nó trước, đủ thứ không con gái, dạ, ăn bánh bèo, biết nình ghê luôn á. Không tới xin học bánh mà đòi hỏi nhiều lắm. Có bánh bèo bánh lấy có chứ. Cái gì? Để lấy chú lấy cho. Đó để chú lấy cho mày đi đó. Chị ăn cơm cho chị. Cho nhịn đói tao ra tao bán đây nè chứ mà ăn cơm gì. Để đi cho cái ghế cho chị đi em. Chị con gái. Chè. Cầm này, một bịch chè nữa. 23.000 giống mọi chi. Với một bịch xôi. Bánh bèo. Qua đây. Tao phải với đó giùm chị luôn. Về bán cho Phụng cả. Bán cho chị mấy đây để cho lấy. À, 10.000 nó lấy, 5.000. Chưa vậy? Cho 5.000 mà dê luôn hả? Ờ, phải xin 10.000 mới lấy ra. Khiếp dữ à. Bởi vậy mới nói. Cũng như thằng quỷ kia cũng lại đi kêu bà gái ơi cho tôi hộp bánh bèo lẹ đi. Xin em mà cái từ từ cha ơi, con đang bán cha lẹ đi mà làm lâu quá. Xin mà vậy đó hả? Xin vô lộn ngoại lắm. Kệ đi nhầm nhò gì rảnh à, mình làm. Dạ nhưng mà bốn chè một soi phải gái tốt lắm á cả nhà. Soi ngon không chung? Chị thấy soi ăn cái nước đường này ngon dữ lắm á chung ơi. Chị ngon lắm. Mẹ ăn hồi lúc mà mẹ còn nhỏ tới giờ luôn mà bây giờ mẹ hai đứa con rồi, nó thấy chưa? Ăn mẹ truyền sang con á. Nói vậy. Mẹ không? Cho nước vừa vô luôn ha. Dạ đúng rồi. Gái định bỏ riêng cho con. Dạ không cho nói gì. Dạ rất cảm ơn nhiều. Đây không? Ai? Của con cái này là 50, cái đó 23. Là 73.000 tất cả con. Nè thấy con lại 2.000 rồi đấy chị Phượng. Là một cái thứ này thôi, bỏ cơm, để lấy vô chua. Đâu rồi vậy? Như nhà lấy xin xa ra nữa kìa.